Từ sau 2 tuổi là con bắt đầu hoàn thiện việc mọc răng sữa. Chính vì vậy mình rất là quan trọng việc đánh răng của con. Sau khi tìm hiểu rất nhiều thông tin cũng như là review thì mình đã quyết định lựa chọn bàn chải điện Brush Monster để đồng hành cùng con trong việc chăm sóc răng miệng. Và đây như các mẹ thấy là hình ảnh bé Thỏ đang đánh răng cùng với bàn chải điện Brush Monster hàng ngày nha. Brush Monster là bàn chải điện thông minh trẻ em đầu tiên sử dụng công nghệ thực tế ảo AR và kết nối Bluetooth để giáo dục trẻ đánh răng đúng cách đấy các mẹ ạ. Nhờ đấy mà ba mẹ sẽ an tâm hơn, không lo là bé đánh răng sai cách hoặc là đánh chưa sạch nữa nhé. Trong bộ bàn chải điện Brush Monster thì đã bao gồm hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn cũng như là tiếng Việt, cũng như là phiếu bảo hành rất là rõ ràng chi tiết như thế này nè. Và ba mẹ có thể hoàn toàn theo dõi trên cái hướng dẫn sử dụng này để cho con sử dụng bàn chải Brush Monster nhé. Một điểm mà mình rất ưng ở em bàn chải này đấy chính là đầu lông chải được làm từ sợi DuPont, được FDA công nhận là khả năng không gây kích ứng với răng níu. Vì vậy ba mẹ sẽ hoàn toàn an tâm khi mà cho bé sử dụng, không lo là bị kích ứng với cả răng lợi nhạy cảm của con nha. Thỏ ơi, đến giờ rồi mình đi đánh răng nhá. Ok, high five. Ba mẹ sẽ tải ứng dụng Brush Monster về máy, sau đấy là nhập thông tin của con. Và khi mà cho con đánh răng thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth với bàn chải để cho con đánh nhá. Thao tác rất là đơn giản nè. Sẽ cho con nhai viên nhai phát hiện mảng bám để xem con có cần phải đánh lại vùng nào nữa không. Đó, kết quả thì nếu mà vùng nào màu đỏ tức là mảng bám mới, và vùng màu xanh sẽ là mảng bám cũ. Mình thấy con xuất hiện một số mảng bám màu xanh ở phía trong của răng. Chính vì vậy mà mình sẽ cho con đánh răng với cả bàn chải điện Brush Monster để loại bỏ những mảng bám đấy nhá. Từ ngày mà cho con sử dụng bàn chải điện Brush Monster để đánh răng thì mình thấy là con rất là hào hứng và tạo được cái thói quen răng miệng cho mình rất là tốt. Chưa kể là mình thấy răng của con trắng sáng hơn rất là nhiều, bởi vì là cái đầu lông chải gần như là loại bỏ rất là tốt những cái mảng bám ở trên răng của con ấy. Đây thực sự là một người bạn đồng hành cùng con trong việc chăm sóc răng miệng đấy. Ba mẹ hãy thông cảm cho bé.